Các bạn, trong video này mình sẽ nói về một số dụng cụ cần thiết để các bạn bắt đầu hoặc là các bạn học nghề sửa điện thoại di động, đồng thời nhận biết các IC chính trên bao mạch, bao gồm IC nguồn nè, CPU LAT nè, trung tầng, IC công suất. Bao mạch điện thoại á, nó được thiết kế bằng các linh kiện dán NFD. Các IC của mình là các IC chân bụng, vì vậy mình phải cần cái máy khò để mình thao tác. Tháo hoặc đóng IC. Đây là cái đầu mũi khò ha. Cái đầu máy khò này mình có thể thay thế được. Khi bạn mua về nó sẽ kèm một số đầu. Thì tùy vào cái kích thước của linh kiện mà mình quen dùng đầu khò nào á, cái này đầu khò chung, còn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thì những trường hợp mà các bạn thao tác mà lấy những con IC nhỏ thì mình dùng đầu móc khò chung, hoặc những đầu móc khò nhỏ tùy theo mình thích. Tuy nhiên, đối với những cái đầu móc khò nhỏ này á, gió rất mạnh ha, nó gom nó hội tụ lại. Nên các bạn lưu ý, khi mà các bạn dùng đầu móc khò nhỏ như thế này á, các bạn thổi vô là nó sẽ bay tóc linh kiện luôn, bay mất luôn. Nên đầu khò nhỏ tùy theo chức năng mà mình đa phần mình ít sử dụng cái đầu khò nhỏ này, mình toàn dùng một đầu khò lớn. Cái vật dụng thứ hai mà các bạn cần thiết trong quá trình sửa điện thoại di động đó là một cái máy tính để chạy chương trình hoặc là backup dữ liệu. Cái máy tính của mình á, các bạn có thể dùng PC, máy tính để bàn hay là laptop ha, nó đều chứa những cái phần mềm và cái firmware để mình chạy lại chương trình. Thì giả sử các bạn chạy cho cái máy iPhone á, thì nó sẽ có hai cái chương trình chính là iTunes hoặc là BaoTunes. Thì trong laptop này mình cài sẵn, rồi sau đó mình sẽ download cái phiên bản firmware của nó, iOS bao nhiêu á, nó nằm trong cái chương trình iPhone software. Thì các bạn lên cái trang đó các bạn tải về ha, là nó gồm cái chứa phần mềm nó chạy ha. Tiếp theo, các bạn muốn sửa điện thoại thì các bạn cần có cái bộ cấp nguồn. Đây là cái bộ cấp nguồn, nó thay thế pin để nó báo được cái cường độ dòng điện mainboard của mình đó, nó tiêu thụ. Các bạn có thể xem được điện thoại của mình boot hay được hay không, hoặc là cái quá trình mà nó bị chạm chập hao pin. Trên đây là cái đồng hồ vôn kế ha. Thì mình có thể điều chỉnh trong cái mức DC 4V thay cho cục pin, rồi mình cấp nguồn vô cái mainboard điện thoại, boot lên, bật nút khởi động nguồn, rồi các bạn xem được cái dòng điện của cái mainboard này nó tiêu thụ được bao nhiêu mAh ha, mà từ đó các bạn phán đoán được cái máy này á nó bị mất nguồn, chạm chập, hao pin hoặc là mất boot. Thì nhờ vào cái bộ nguồn cấp nguồn này á, mình có thể xác định được cái bệnh mà cái mainboard điện thoại này nó bị. Như đã nói ở trên, các linh kiện trên mainboard điện thoại á, nó là cái linh kiện chân bụng, chân dán ở phía dưới á. Khi mà mình lấy IC hoặc là mình đóng IC vô, mình phải cần có cái hũ chì bột và cái vỉ làm chân IC. Đây là cái hũ chì bột ha, bên trong là chì bột rất mềm ha,
Còn đây là cái vỉ làm chân IC. Đây là cái con IC chân bụng của nó. Thì để mà làm chân IC này á, thì các bạn cần cái vỉ và có cái lỗ chân tương ứng của nó. Thì tùy theo kích thước của cái chân này nè, có nhiều loại nha. Thì mình các bạn mua đúng vỉ làm chân rồi các bạn đặt vô. Và các bạn dùng chịu bột quá, các bạn chét lên đây. Sau đó các bạn dùng máy khò, các bạn khò lên sẽ tạo được một cái hàng chân mới cho con IC này. Thì từ đó mình có thể đóng trực tiếp lên bo mạch. Cái vật dụng không thể thiếu khi mà các bạn sửa điện tử hoặc điện thoại di động á, đó là cái mỏ hàn ha. Ở đây có hai loại. Đây là cái mỏ hàn nhiệt. Công suất trung bình là khoảng 40W. Mình dùng công suất nhỏ với trung bình thôi nha, đừng có dùng công suất lớn quá. Một là các bạn sử dụng mỏ hàn. Hai là các bạn sử dụng chạm hàn. Thì chạm hàn có ưu điểm nhiều hơn cái mỏ hàn nhiệt á, là cái nhiệt độ của mình đó có thể thay đổi được. Đồng thời khi mà cái đầu mỏ hàn này nó bị mòn á, thì mình có thể thay thế được luôn. Cái đầu mỏ hàn này mòn thì mình ra mình mua cái đầu mỏ hàn khác ha. Giá tầm trên dưới 10.000 một cái. Các bạn mua số lượng lớn á, thì nó sẽ discount, nó giảm giá cho mình ha. Đây là mũi hàn nhọn, rồi có cái mũi hàn hình lưỡi dao nữa. Nói chung có nhiều loại, thì tùy theo nhu cầu của mình đó, mình có thể mua cái mũi hàn tương ứng để mình thay vô. Tiếp theo để mà vệ sinh bo mạch đó, thì các bạn cần có một cái dung dịch hoặc là cái xăng rửa bo hoặc xăng RPU. Thì trong quá trình mà cái máy hoặc là cái men bo của mình đó, nó bị vô nước ra, oxy hóa ra ten, hoặc là trong quá trình mà các bạn đóng hoặc tháo IC thì nó sẽ phủ một lớp nhựa thông ở đây nè. Vì vậy mình phải tiến hành mình vệ sinh. Đây là cái chai xăng dùng để rửa bo ha. Thì những cái chai xăng này có bán ở cửa hàng bán thiết bị điện tử đều có, hoặc là các bạn trên mạng nó cũng có loại xăng này, thì mình order mình ship về. Ngoài ra trên thị trường nó còn cái loại xăng PU ha, cũng thay thế những cái chai xăng nước rửa bo này. Các bạn ra ngoài mình mua cái hũ xăng PU, thì tùy nhu cầu của mình đó, mình mua nhiều ít ha. Xăng PU hoặc xăng Nhật đều vệ sinh bo mạch này được. Trong cái quá trình sửa chữa, vì cái linh kiện này rất nhỏ nên mình phải cần một cái kính lúp để mình soi rọi cái bo mạch này. Ở đây mình có thể quan sát được, coi cái chân linh kiện của mình nó có bị oxy hóa ra ten hay không, hoặc nó bị đứt ở đường nào hay không. Nhất là mấy chân socket này nè, mình hàn có bị dính hay không ha. Chân pin cũng vậy, thì mình cần có cái kính lúp hoặc là cái kính hiển vi á, mình rọi xem, mình xem để kiểm tra coi các đường mạch in, các chân pin, chân sạc. Cái vật dụng không thể thiếu ở đây nữa là các bạn chuẩn bị cho mình dây chì ha. Cái loại dây chì nhỏ thôi, tùy cái linh kiện mình rất nhỏ mình hàn vô. Dây chì, dây đồng hút chì và dây đồng nhỏ mình dùng để câu dây. Nếu mà nhu cầu của mình hàn nhiều quá thì các bạn mua thẳng một cái dây chì lớn như thế này để mình sử dụng ha, cho nó lâu dài. Còn không á thì nó có bán những cái loại hộp nhỏ, một ít dây chì thôi, thì mình mua ít cũng được. Còn nếu mình hàn nhiều mình nên mua một cuộn lớn này mình hàn cho nó đã ha. Còn đây là dây đồng hút chì. Thì khi các bạn sửa chữa, các bạn không tránh khỏi cái việc chì dư nó có dính trên bo mạch nè, hoặc là các bạn làm IC đổ keo á, thì đây là những cái dây đồng hút chì, nó sẽ hút những cái phần chì thừa cho mình.
bên ngoài mấy chợ Nhật Tảo hoặc là mấy cửa hàng bán thiết bị sửa chữa điện tử á, nó đều có bán di động hút chì ha. Thì không riêng gì sửa điện thoại di động, các bạn sửa điện tử nó cũng có chì lem á, thì mình dùng cái này mình hút cho ra những cái chân socket hoặc là những chân pin. Còn đây là cái cuộn dây đồng dùng để câu, các bạn sử dụng cho mình dây đồng nhuyễn ha, nhỏ. Bên ngoài á nó có chán một lớp vạt ni để cách điện, nên sử dụng những dây đồng mà nó có lớp cách điện như vậy, chứ các bạn không nên dùng mà dây đồng mà nó không có lớp cách điện ha. Tại vì khi mình câu dây đồng trên bo á thì nó sẽ gây ra chạm chập linh kiện. Cái vật dụng tiếp theo của mình là kẹp bo, nhíp cong hoặc nhíp thẳng và cái dao mổ dùng để nạy keo. Đây là kẹp bo, kẹp bo đơn giản. Còn hiện nay á, nhiều dòng smartphone á, nó có kẹp bo chuyên biệt của nó thiết kế ôm gọn cái bo này luôn. Nói chung là tùy mình quan sát cái vị trí mà không có dính ảnh hưởng đến linh kiện á, thì mình kẹp vô. Nhiều bạn có thể kho hàng trực tiếp cũng được, các bạn không cần kẹp bo. Một số bạn khi quen tay á, các bạn chỉ cần dùng một cái khăn hoặc là cái ống quần jean á, mình để trên đây, mình bỏ cái bo lên trên, đồng thời mình lấy khò mình thao tác, mình đóng lấy IC. Tuy nhiên đối với một số bạn mà mới học nghề á, hoặc là chưa quen tay á, thì mình cần một cái kẹp bo để mình giữ cái bo mạch này lại, không cho cái bo mạch này nó xúc xích. Làm như vậy á, khi quá trình mình làm á, nó không bị xô lệch linh kiện hoặc là rớt linh kiện á. Rồi để mà lấy linh kiện ra, các bạn cần cho mình hai cái nhíp, một là nhíp cong hay nhíp thẳng, thì tùy vào các bạn thích nhíp cong hoặc nhíp thẳng thì mình mua cái tương ứng. Đây là loại nhíp cong, đầu nó cong, nhíp thẳng. Yêu cầu khi mua nhíp á, thì các bạn tác động một lực rất ít, bóp nhẹ đây nè, thì hai cái đầu này phải sát ha, để khi mà các bạn mình gấp tụ, thay tụ hoặc tay cuộn dây điện trở gì đó, mình gấp nó phải dính vào nhau, nhất là IC. Hai đầu mũi này phải trùng khớp nhau và khít nhau, không được hở ra. Đầu nhíp cong này tương tự như vậy. Thì nhiều bạn thích dùng nhíp cong hoặc là một số bạn thích nhíp thẳng thì mình mua cái nhíp tương ứng để mình làm ha. Tiếp theo là mình nói đến với cái dao mổ. Thì dao mổ có hai loại, cái mũi này á là mũi nhọn, hai là cái mũi bầu. Thì nó cần thiết trong quá trình mà cạo cái lớp vạt ni của dây đồng hoặc là mình nạy keo á. Đối với những IC đổ keo á, mình nạy á, xung quanh này nè, mình cạo keo, rồi trong quá trình mà mình khò mình lấy làm sạch cái chân IC, lớp keo đen bên phía dưới này á, thì mình dùng cái mũi dao dao mổ này mình làm ha. Vật dụng quan trọng cần thiết tiếp theo để các bạn sửa chữa điện thoại á, đó là bộ vít để mở ốc. Mình giả sử các bạn sửa cái máy iPhone đó thì mình có vít sao nào, vít ba chấu nè, rồi và vít ba ke hoặc là vít dẹp, thì tùy theo cái ốc mà điện thoại sử dụng á, thì mình sẽ mua cái bộ vít tương ứng. Ở đây mình có cái vít sao, vít năm cạnh, thì nó mở ốc iPhone, vít ba ke, bốn chấu á, dùng để ốc Samsung. Còn vít T5, T6 này cho ốc của các máy Nokia. Rồi đây là vít dẹp. Để mà đo đạc linh kiện á, thì mình cần những cái đồng hồ vạn năng VOM, như cái đồng hồ kim hoặc đồng hồ số. Thì mình thích dùng loại đồng hồ nào á, thì mình sẽ mua đồng hồ đó.
Ở đây mình có thể dùng mình đo cái mức điện áp hoặc đo tổng trở. Đây đồng hồ số, đây đồng hồ kim. Sẽ có một số cấp điện áp như VBAT của mình á, từ 3.7 đến 4.2V. V cấp cho CPU và 1.8V cấp cho CPU và IC Plus. Thì mình dùng đồng hồ số này mình đo tổng trở thông mạch coi nó bị đứt mạch hay không, rồi đo cái mức điện áp ha. Tiếp đó trong quá trình mà mình xử lý trên mainboard, các bạn cần cho mình nhựa thông hoặc là mở hàng. Nhựa thông ở đây có hai loại, nhựa thông cục và nhựa thông loãng. Thì trong video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chế tạo cái nhựa thông cục thành nhựa thông loãng. Thì mình dùng nhựa thông loãng này mình sẽ chấm vô các linh kiện mà trên mainboard điện thoại di động á, chẳng hạn như cái con IC này. Rồi mình kho hàng cho nó không bị đứt chân bên trong ha. Hoặc là các bạn dùng mở hàng. Đây là cái hũ nhỏ. Nếu mà bạn xài sử dụng nhiều quá thì mình mua một cái hũ lớn như thế này luôn. Bên trong là mở hàng. Thì nó tiện lợi hơn so với các bạn dùng nước black là cái nhựa thông loãng á. Đây là cái nhựa thông cục. Thì mình không có cái mở hàng này, mình dùng nhựa thông cục này cũng được ha. Nhưng mà trong quá trình hàng á thì nó sẽ dính thành cục ở đây, nên mình vệ sinh lâu hơn. Còn cái mở hàng này mình vệ sinh nhanh hơn ha. Đây là một số cái dụng cụ cần thiết để sửa điện thoại di động. Còn một số cái thành phần phụ như các bạn có thể trang bị thêm cục hít ha, để mình hít cái mặt kính. Hoặc là cái dây băng keo cách nhiệt á, để mình che chắn bớt cái nhiệt nó tác động lên cái linh kiện IC sát gần sát bên đây. Ví dụ mình giả sử đi, con đây là cái con ổ cứng, thì các bạn cần cái băng keo cách nhiệt á, mình hoặc là cái siêu á, mình che đây để cho nhiệt nó chỉ tác động bên IC ổ cứng thôi, mà nó không tác động vào cái con IC nguồn. Ngoài ra còn một số cái thành phần phụ như cái bông gòn nè, mình đã vệ sinh lại, hoặc là cái bàn chải, hoặc là chai cồn dùng để xả keo, những cái keo băng keo hai mặt của cái cục pin đó, hoặc là cái màn hình cảm ứng. Thì mình dùng cái cồn này mình chích vô ha, để cho nó xả bớt cái keo ra. Thì trên đây là những cái dụng cụ cần thiết khi mà các bạn mới làm nghề điện thoại di động á, mình cần trang bị để mình tiến hành mình thao tác, mình sửa chữa. Phần tiếp theo đây á, mình sẽ nói về cái nhận dạng và phân biệt một số linh kiện IC chính trên bao mạch điện thoại di động. Việc nhận biết cái IC trên bao mạch đó rất quan trọng ha. Nhưng các bạn lưu ý cho mình đó là phải dựa vào cái sơ đồ mạch schematic diagram của nó. Thì từ cái sơ đồ này á, các bạn nhận diện được chính xác cái con đó có chức năng gì và nhiệm vụ gì. Thứ nhất mình nói về cái khối nguồn gồm IC nguồn và IC sạc. Thì IC sạc của mình á, nó có thể nằm rời bên ngoài, hoặc là nó được tích hợp bên trong con IC nguồn, hoặc là cái con CPU. Thì từ cái sơ đồ mạch mình có thể xác định được cái con IC sạc này nó nằm trong con IC nguồn hoặc con CPU, hoặc nó nằm rời bên ngoài ha. Cái con IC nguồn của mình nó được nhận dạng bằng cái con IC mà có nhiều cái tụ xung quanh. Có thể nó kèm theo cái con thạch anh dao động tạo xung chuẩn 32.768 kHz. Mình ví dụ đi, khi mà mình nhấn và giữ cái nút nguồn á khoảng 5 giây thì nó sẽ được boot và nó khởi động nguồn lên. Đây mình có một cái bo mạch như thế này. IC nguồn mình nhận dạng sao?
Đây là cái con Isengu. Tại vì các bạn nhìn thấy không? Có một rất nhiều tụ xung quanh đây nè. Rồi nó có cái con tím tím này, đó là con thạch anh dao động tọa xung chuẩn 32.768 kHz. Cái con này có tác dụng là khi mình nhấn giữ nút nguồn á thì nó sẽ đếm xung. Mình sử dụng đi 5 giây để được 5 xung, thì trong 5 xung á nó sẽ tạo ra cái app cấp nguồn cho CPU, cho IC nhớ để nó boot điện thoại lên. Cái bo mạch này cũng tương tự. Đây là vị trí cái con IC nguồn mình tháo ra khỏi bo ha. Nè. Xung quanh nó là rất nhiều tụ. Thì đây là cái con IC nguồn. Kế bên nó là cái con thạch anh dao động tọa xung chuẩn 32.768 kHz. Thì tùy theo thiết kế của cái mạch nó, nhiều khi cái con thạch anh này á nó cung cấp xung cho cái con CPU này luôn. Còn nhiều khi nó sẽ do cái con IC nguồn này cung cấp. Đối với mạch iPhone 5S các bạn quan sát trên bo á, ở đây có rất nhiều tụ á, xung quanh đây. Thì các bạn dựa vào đây các bạn có thể phán đoán được là đây là cái con IC nguồn. Thì mình phán đoán như vậy, mình kết hợp với cái CMA nó sẽ được nguyên lý á, thì mình biết chắc được cái vị trí chính xác cái con IC nguồn và chức năng của nó luôn. Đồng thời cái con IC sạc của mình á, nó tách rời riêng hoặc là nó tích hợp bên trong con IC nguồn hoặc là con vi xử lý CPU. Cái phần thứ hai đó là cái phần logic điều khiển, gồm có CPU, RAM, ROM hoặc là ổ cứng. Thì mình cũng dựa vào cái sơ đồ mạch để biết mình chính xác ha. Như IC flash, IC bộ nhớ nó nằm ở đâu, hoặc là ROM, RAM nằm ở đâu. Đối với cái bo mạch như thế này, con vuông vuông này chính là con CPU vi xử lý. Còn trong ba con này á, mình không biết chắc chắn là cái con nào là con ROM, RAM hoặc là SDRAM. Thì mình dựa vào cái sơ đồ nguyên lý của nó, CMA, mình biết được chức năng, nhiệm vụ của từng con. Thì đây là những cái thông số nhà sản xuất ha. Tại vì mình là thợ sửa, mình không thể phán đoán được cái con này có chức năng gì, chức năng gì. Nhưng mà trong CMA của nó sẽ có các chức năng linh kiện, rồi từng chân vị trí của con IC. Mình giả sử đây là CPU, thì đây là cái con RAM, SDRAM, ROM. Cái này là mình giả sử thôi nha. Còn chính xác của nó thì các bạn dùng CMA, mình sẽ biết được chính xác. Ở đây cái mạch của nó là ROM, RAM của mình đó, nó tách rời nhau. Còn IC bộ nhớ lát chung là ROM với RAM, nó nằm chung với nhau trong một cái con IC bộ nhớ gọi là IC lát. Như ở đây, đây là cái con CPU. Mình đã tháo chân ra rồi. Kế tiếp của nó là cái con IC bộ nhớ lát. Thì CPU và LAT á, nó phải đồng bộ với nhau, tại vì nó lập trình sẵn rồi để mà nó boot điện thoại lên. Nhiều khi á, các bạn mà thay không đúng cặp của nó thì nó không lên nguồn, giống như mấy Nokia ha. Phải đồng bộ với nhau nữa. Đây là cái con IC LAT, IC bộ nhớ, thì nó sẽ tích hợp với con ROM, RAM chung với nhau luôn. Mình nói về IC 2 tầng, nó sẽ có cái con CPU và con RAM dính chung với nhau, đồng thời cái IC ổ cứng á, nó tách rời nhau. Thì đây là một thiết kế xu hướng hiện nay đối với những cái dòng smartphone, nhất là dòng iPhone ha, hoặc là Samsung, Nokia, Huawei, tất cả. Tại vì cái kích thước của nó sẽ mở rộng cái bộ nhớ ROM, ổ cứng là cái dung lượng ổ cứng bên trong này. Vì những cái máy đời cũ á, thì cái bộ nhớ của nó rất thấp ha. Còn hiện nay á, cái dòng smartphone á, đa phần
nó thiết kế ổ cứng này á, thì nó sẽ nâng cấp lên, thì dung lượng ổ cứng sẽ tăng lên rất nhiều. Thì về kích thước CPU và RAM á, thì nó sẽ có cùng hình dáng và kích thước ha. Tại vì cái con RAM này á, nó sẽ chồng lên cái con CPU, CPU của mình nằm dưới. Cái số lượng chân của CPU á, nó chắc chắn nó sẽ nhiều hơn số lượng chân RAM. Tại vì CPU này nó là cái con nhiều chân nhất, nó sẽ điều khiển như màn hình, tất cả các điện thoại luôn, rồi màn hình, rồi giao tiếp IC nguồn, rồi ổ cứng. Con CPU này nằm dưới con RAM ha, hay con RAM nó chồng lên cái con CPU. Ở đây mình có cái con IC 2 tầng, đây là cái con CPU, cái số chân nó nhiều hơn so với cái con RAM. Mình giả sử đi, đây là cái bo mạch của nó, thì cái số chân nhiều của con CPU này nó nằm phía dưới nè, còn cái hàng phía trên của nó sẽ kết nối với con RAM. RAM này ít chân hơn nha, nó sẽ chồng lên con CPU. Ở đây các bạn nhìn thấy bên trên nó sẽ chú là cái chip Qualcomm. Thì CPU của mình là CPU Qualcomm ha, của hãng Qualcomm nó sản xuất. Thì số chân nhiều nó sẽ được đóng phía dưới, và cái con RAM của mình số chân ít nó sẽ chồng lên trên. Khi mà các bạn thao tác đối với IC2 tầng này á, nếu mà RAM nó không vấn đề gì á, thì mình sẽ gấp nguyên một cặp của nó luôn. Giả sử đi các bạn kho hàng, thì mình kho hàng mình gấp nguyên cặp luôn, là CPU á với con RAM á gấp chung như nhau luôn nha. Mình không nên tách RAM ra rồi tách CPU ra, tại vì như vậy á mình mất công mình phải làm chân lại. Nếu mà mình tách dính hai cái này dính chung như nhau á, mình chỉ việc làm chân lại cái con CPU thôi, như vậy á nó đỡ tốn thời gian hơn. Còn mình gấp từng con vậy á, rồi các bạn đóng vô lại á, như vậy nó sẽ lâu thời gian hơn. Để nó nhanh thì mình gấp nguyên cặp luôn ha, gấp đá chân cái con phía dưới luôn, rồi mình gấp lên, rồi mình làm chỉ lại chân cái con CPU thôi, còn con RAM mình để nguyên. Trong bo mạch đó mà cái con CPU và RAM nó dính chồng nhau gọi là IC 2 tầng, thì cái con IC ổ cứng của mình đó nó sẽ được tách riêng ra. Như ở đây coi cái dòng iPhone nè, ở trên đây là cái siêu, mình dỡ siêu ra thì sẽ có con CPU nằm dưới, con RAM nằm ở trên chồng lên. Rồi đây là cái con ổ cứng của nó ha, nó sẽ tách rời ra, và cái dung lượng này nó cao hơn so với những cái máy mà không có IC ổ cứng. Những cái máy này nó ít, bộ nhớ trong nó thấp hơn, còn những bộ nhớ này á nó lớn hơn ha. Cái phần thứ ba là cái khối RF, mình sẽ nói về con IC trung tầng và IC công suất, switch anten. Thì mình cũng dựa vào sơ đồ mặt. IC trung tầng á thì nó đi kèm với có con thạch anh 26M. Ở đây có con thạch anh 26M, thì nằm sát bên đây á chính là cái con IC trung tầng. Thì nó sẽ chia cái xung 26M thành xung 13M, nó cung cấp cho cái con CPU này hoạt động. Thì trong video trước mình đã nói về cái sơ đồ khối của nó rồi. Thì các bạn nhìn vào đây, cái con 26M tùy thế kế mạch, nó có thể nằm trong con IC trung tầng sát bên trong, hoặc là nó nằm trong con CPU luôn. Ở đây mình xác định được cái con IC trung tầng nè qua cái con thạch anh 26M, đồng thời cái con IC trung tầng này nó bố trí sát với cái con IC công suất. Đây là cái con IC công suất của nó, cái chân của nó là chân mát khá nhiều ha, mà nó dính như nhau. Đây cũng là một loại IC công suất của bo mạch nhỏ mà chân mát nó dính giữa nhiều lắm, và mấy chân chìa bên ngoài á nó có ít thôi.
Thì do cái con Cursus này nó hoạt động rất nhiều ha, thì mát của mình nó để nhiều nhiều quá, để thứ nhất là tản nhiệt cho mình cho nó bớt nóng. Kế bên đó là cái con Sit Anten, thì nói chung để xác mình đây mình xác định nhanh, mình phán đoán nhanh, còn chính xác hơn thì mình dựa vào cái SEMA sơ đồ mạch của nó để mình xác định. Rồi mình làm video này mình đã hướng dẫn các bạn về cách nhận biết IC trên bao mạch, và đồng thời mình nói về các dụng cụ cần thiết trong quá trình mà các bạn bắt đầu sửa điện thoại di động ha. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn đã lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.